Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel Mẹ Vặt Máy Tính của mình. Thì sau khi giới thiệu rất nhiều về Win 11, cách nâng cấp, hạ cấp cũng như một số thủ thuật ở trên Win 11, thì hôm nay thì có một bạn inbox cho mình và có nói về một cái phần đó là cái White Desk. Chính là cái này đấy ạ. Thì cái bạn ấy có gửi cho mình cái video thì cái White Desk của bạn ấy không hoạt động. Đấy. Thì bạn ấy muốn xin hướng dẫn để có thể xử lý, thì mình cũng có đi tìm hiểu, thì xin giới thiệu một vài cách để mọi người có thể sử dụng khắc phục cái lỗi mà Wide nó không hoạt động. Thì đầu tiên mọi người vào setting này, personal relation này, vào taskbar này, Wide này. Mọi người tắt đi, bật lại, tắt đi, bật lại, tắt đi, bật lại vài lần. Ok, sau đó thử lại. Nếu mà ok thì coi như là vấn đề giải quyết. Còn nếu không ok thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cách thứ hai. Là mọi người vào, lại tiếp tục quay trở lại setting. Vào cái account. Thì mọi người hãy đăng nhập cái tài khoản Outlook, tức là mình dùng cái tài khoản admin, không dùng tài khoản local nhé, mà mình dùng đăng nhập luôn cái mail Outlook để đồng bộ luôn ấy, tại vì cái White Desk này nó hoạt động ấy, đây này, nó hoạt động dựa trên cái kiểu liên kết trực tiếp với Microsoft ấy. Đây, ví dụ như là mình sign out đây, bây giờ mình sẽ sign in nhá. Đấy, sign in thì nó đấy thì nó sẽ đồng bộ. Thì bạn nào mà đang dùng tài khoản local hoặc là chưa đăng nhập ấy, thì mọi người hãy đăng nhập vào tài khoản của Outlook. Đăng nhập tài khoản là Microsoft nha. Ok, giờ mình sẽ đăng nhập vào. Đấy, giờ mình đã đăng nhập tài khoản của Microsoft rồi. Ok, đấy, thì đây là cách thứ hai để có thể khắc phục cái lỗi White Desk không hoạt động. Rồi, bạn nào mà chưa biết cách tạo tài khoản Outlook ấy thì có thể tham khảo một cái video cũ của mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhé. Thì mọi người hãy làm theo để tạo cho mình một tài khoản Outlook. Tài khoản Outlook thì rất là hay, nó cũng tương tự như Gmail thôi, nhưng mà Gmail thì dùng cho Google đúng không? Gmail cũng dùng được cho Outlook này, nhưng mà mình khuyên mọi người lên tạo một cái tài khoản Outlook thì nó tiện lắm, dùng rất là nhiều luôn, nó tương tự như Gmail, cũng mạnh đấy. Rồi, sau khi cách thứ hai này không được thì mọi người sẽ đến cách thứ ba. Mọi người sẽ Ctrl Shift ESC để bật Tab Manager lên. Đấy, thì ở đây mọi người sẽ tìm đến cái đây Windows folder và mọi người restart phát. Đấy. Ok, sau khi restart xong thì mọi người sẽ kiểm tra lại thêm White Desk hoạt động không. Đấy, nếu mà tiếp tục không hoạt động, mọi người sẽ tìm đến cái đây, White Desk này. End start. Đấy. Sau đó end xong, mọi người sẽ khởi động lại máy.
Rồi, sau khi mình khởi động lại máy thì sau khi mọi người khởi động lại máy thì có thể trả lại xem là ok chưa. Nếu mà không được nữa thì mọi người hãy này ấn nút Windows Pro này để bật run lên nhá. Sau đó gõ để bật cái Local Group Policy Editor lên. Sau đó mọi người sẽ là vào computer này, admin này, admin template, Windows component và đi tới chỗ white desk. Đấy. Mọi người double click vào đây. Rồi mọi người chọn not config này. Đấy, nhưng mình đã chọn rồi. Rồi là ok. Đấy. Mọi người hãy thử lần lượt các cách như mình trình bày ấy. Nếu mà có vấn đề gì thì mọi người hãy comment ở dưới. Còn đâu là đến cách nào mà ok thì mọi người cũng comment ở dưới để cho mọi người tham khảo nhé. Ok, vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người cách chỉnh sửa cái quay desk khi không hoạt động. Mọi người thấy hay thì hãy nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào.